Tuyến xin mến chào cả nhà thân thương, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với video tiếp theo của Tuyến Nguyễn TV. Kính chúc cả nhà có một ngày mới thật nhiều niềm vui và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Khi nãy cả nhà thì Tuyến có quay người em của bé trai. Khi mà Tuyến ra, Tuyến định lấy xe đi về rồi thì Tuyến gặp bé trai. Hôm nay thì Tuyến có mang dư một phần quà á. Thì Tuyến thấy bé trai thì sẵn tiện đây, Tuyến cũng muốn thăm bé trai luôn. Cả nhà có thấy không, bé trai chạy kìa. Hình như đã thấy Tuyến rồi nên nhớ mặt. Gì vậy bác? Tuyến xin lỗi cả nhà nha. Tuyến kêu bạn ông. Ông đi đâu mới về vậy? Bây giờ là ông đi mới, em đi mới lượm phân bò à? Lượm phân bò về hả? Dạ. Lượm phân bò. Dạ. Lượm phân bò nhưng mà về trễ vậy? Sao giờ lượm đâu có kịp người ta vậy? Người ta lượm đồng ba cũng lượm à? Dạ, đàn bà cũng lượm, đàn ông cũng lượm luôn. Đâu có lần nó kịp ta vậy. Dạ. Giờ này là 4 mấy gần 5 giờ chiều rồi cả nha. Rồi lượm phân bò, lượm phân bò đâu? Phân bò lượm bò vậy đó, phơi cho nó nắng cho nó khô mà. Dạ, phơi nắng cho nó khô hả? Đúng rồi. Dạ. Bây giờ con với ông sẽ đi lên tìm chỗ nào cho sạch sẽ rồi ngồi ông cháu mình trò chuyện với nhau nha. Dạ, đi ông. Cả nhà có thấy không? Lưng của ông rất là khủng rồi. Vậy đó, ngồi đó hả? Ngồi đây luôn phải không? Dạ, ngồi đây luôn đấy. Dạ. Ngồi đây là mệt quá. Mệt quá hả? Mệt quá. Mệt quá thì... Sao nãy gặp con biết đúng con đó, người đó là nên gặp anh ba, là anh ba đâu có lên nhớ biết nhớ con hả? Dạ nhớ mặt con nên vừa gặp là nhảy liền luôn. Nhảy luôn á. nhảy một lần nữa. Nhảy một lần nữa. Đúng rồi, cái chứ là lô cái nhảy cái chứ vui mà. Vui quá. Đúng rồi. Nhảy là nó cái tốt cười mà. Dạ. Nhảy vũ điệu đó là vũ điệu gì? Điều khác lại. Điều khác lại là điều khác. Dạ. Cái điều hồi nãy là điều cái điện khác đi. Dạ. Gặp tiếng là nhảy liên tục. Bây là mình là bữa nói mình có nhà mới mình ăn mừng nhà mới. Có chúc mừng nhà mới đồng ý. Đồng ý. Ý là chúc mừng nhân mấy là bác cái thương á, thương mến là nè, thế cái là cái loa ca nhạc nó hay là ăn mừng nhà mới mình kéo lo ca nhạc về mình hát karaoke luôn. Đúng rồi. Có nhà mới ở là có niềm vui. Cái niềm vui chứ, cái là có anh ba, cái gì là anh em mình nó vô chơi một tí thì là hát karaoke là vui á. Rồi có biết cái nhà mới là hát karaoke hay ha. Dạ. Cái nó hay á. Là mình ăn nhà mới của mình hay là mình đi ăn nhà mới của người ta? Không có, ăn nhà mới của mình mà. Ăn nhà mới của mình. Đúng rồi. Dạ. Ăn nhà mới người ta ăn chi. Là người ta tới chúc mừng nhà mới với mình. Dạ con hiểu rồi. Hôm nay là 5 giờ chiều, gần 5 giờ chiều rồi mà con thấy ông đi lượm con bò về trễ quá ha. Tại vậy là bây giờ làm cái chuyện đó, tiền mua cá mua đồ ăn đâu, hết lượm là bán. Bây giờ bán là kiếm tiền bây giờ là ướt quá rồi, bây giờ là khô nữa là được á. Là một bao là có 20 à. Một bao 20 ngàn. Dạ. Phân bò mình là ướt quá là nó người ta chê. Ướt quá người ta chê luôn. Người ta chê luôn. Dạ. Chê bên đây là phân ướt quá là nó không có bán đâu.
Dạ, là phong phái khô. Phái khô nữa là được á. Dạ. Là một hôm nay, ngày hôm nay là mình lụm bao nhiêu bông? Một tấm à. Một tấm nhỏ à? À, một tấm nhỏ chút xíu à. Tấm nhỏ sao mà mình đủ mình bán? À, đúng rồi, cái đủ một bó này nó giao bông này nó đủ à. Là mình dồn lại đúng không? À, dùng lại mà. Dạ, dồn lại biết bao giờ mới có đủ 20 ta? À, đúng rồi. Giờ vẫn còn bệnh luôn, sao con thấy kịch kịch vậy? Dạ. Lâu lắm rồi con ghé bây giờ, sao bệnh hoài vậy? Lâu thiệt chứ, lâu có đó. Thôi nè, bây giờ anh ba mới lên nè. Dạ, con lên mới gửi một ít quà cho em của ông. Dạ, em gái của ông á. Dạ. Dạ, con gửi một ít quà cho em của ông sử dụng vài ngày. Thế là bây giờ là mặt nói này, nói mặt tiếng này là nhất là hội tử là chúc vui, là chúc vui như là đứng nhân là vườn núi vườn sâu vườn xa, là tăng núi này là khổ, bây giờ là không có được đâu, làm ăn bậy bạ. Dạ. Hay rau hưa ăn có mấy ba, rau rừng này nè, hay ăn bảy ba, không có đâu có can ăn đâu hết, đâu có tiếng mũi ăn đâu. Dạ, là như ngày hôm nay, chiều nay là ông ăn cái gì? Chiều nay là không có gì ăn, là ăn canh bảy ba này, canh này đấy, cái này nó biết không? Đây là hai trò, hai thứ bảy. Đi qua thứ cái này là đậu. Là đậu nè, đậu dán nè. Đậu dán, dạ đúng rồi. Hai cái đây nè, anh ba đây. Nè. Hai cái đây nè, ăn đây. Nè, nè, cái đây nè. Đó. À, là cái này là video trước là ông đã đi hái mà. À, cái đây nè, ăn được nè. Dạ. Cái đây là bo cho nên nó giòn giòn nè, ăn được ha. Dạ. Cái đây nè, đây là cái đây nè, ăn được nè. Là chiều nay ông ăn cái canh này tiếp. Ờ. Đấy. Tôi bác cũng nhớ biết rồi, chị bay biết rồi. Dạ. Chị bay là khổ quá. Ông lạnh không? Như trời gió này nè, mình có áo mình mặc không? Đâu có, không có áo đâu. Không có áo mặc luôn. Dạ. Vậy hôm sau con có dịp đi ngang qua đây thì con sẽ gửi cho ông một cái áo để ông mặc trong cái mùa Noel cho đỡ lạnh nha. Mấy ngày nữa lên lại. Dạ. Mấy ngày nữa. Khi nào con có dịp qua đây thì con sẽ lên lại, con ghé con lên lại và con phải sẽ... nói nè, nói cho nó biết chân mà nè, cho nó dễ mà nè, là bác ở nhà được á. Là ông sợ cả nhà. Ông sợ là khi mà tiếng ghé, tiếng gửi cho ông cái áo để ông mặc để chống lạnh á, thì lại không có ông ở nhà. Ông đi từ sáng cho tới chiều, tới biết giờ này ông mới về nha cả nhà nha. Đó, nên ông muốn tiếng là phải nói rõ ngày để ông biết ông ở nhà để ông nhận cái áo của tiếng. Đúng không? Dạ. Không sao, nếu mà con mà có gì con ghé đây. Nói như là tuần sau đó hả? Là nói phải nói vậy, nói tuần sau. Dạ không. Đấy. Ông cứ yên tâm đi. Ông khi mà con ghé ông á, nếu mà không có ông ở nhà thì con sẽ để cái áo ở nhà ông. Dạ. Rồi chiều ông về thì ông sẽ thấy thôi nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Nè, bây giờ nói là mình là đưa lên lại một lần nữa là cho đậu ăn canh nha. Đậu răng này là ông sẽ hái đậu cho con đem về nấu canh ăn. Được rồi, thoải mái luôn. Dạ. Thoải mái là mấy ra bông này nè, mới là mới mấy con đó là mấy xích thuốc ngàn qua nè, xích thuốc này xoài, nó xoài ăn quá. Dạ. Nó sâu ăn quá. Cái này cho ăn nắm thử, ăn thảo mà. Dạ, ăn lên thảo. À, ăn thảo ít lên no lên. Ông nói với Tiến là nếu dịp sau Tiến có dịp qua đây, Tiến gửi tặng ông một nói mà, điều nói mà sợ ông không có lên nữa đâu. Ông bị là lấy chặt lung tung mà. Chặt lại đi trong bậc ái mà đi tên kia bị canh sân nữa.
Vì ông đi lung tung, vì ông có đi lần bên đây nữa đâu. Dạ, khi nào thì con có dịp, con ghé, con nhất định con sẽ ghé, con gửi tặng cái áo cho ông. Dạ. Thì ông cũng nói với Tiến á, là khi mà Tiến có dịp ghé qua đây, Tiến gửi tặng cái áo để chống lạnh cho ông á, thì ông sẽ hái đậu và ông gửi cho Tiến để Tiến về Tiến ăn lấy thảo. Phải lên xong xong chứ, quả chân này nè, cái đậu này nè, hiếu này nè, nó khô này nè, không có kẻ năng đâu. Lên xong xong. Nói thiệt á. Dạ. Phải lên xong cái này là hết thăng đây, cái nữ thăng đây là lên lại được hả? Dạ, cho nên lên mà trễ quá là trễ lắm là không có can ăn đâu. Dạ, là héo luôn. Héo luôn, cái gì héo, nó khô. Dạ. Nó khô, rất khô đi quá. Nó thiệt á, em nói thiệt á, là bác nói thiệt á. Dạ, sao hồi xuân bằng bác, hồi xuân bằng em vậy? Bác lạnh không? Có ông lạnh không? Ồ, lên kể nó lên bay bay. Thôi thôi, bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình lên nhà đi, mình mặc áo đi. Sao vậy? Bây giờ mình lên nhà mình ngồi đi. Đem đồ cho bà kia hả nãy? Dạ, con gửi cho em của ông một ít đồ. Đồ em nào? Em của ông, em gái của ông đó. Em gái đâu của có. Bên cái nhà này nè. Ồ, không có rồi, người ta. Dạ. Người ta không có em gái đâu. Em người ta có cho kia hả? Dạ, cho đây nè. Đúng rồi, cho anh ta. Dạ hả? Không có phải cho mình đâu. Không có cho em mình đâu, cho anh ta. Dạ. Cho anh ta, cho bên kia đó, cho bên kia lại dạ, đó. Không, cái nhà đất đây nè. Ở đâu hả? Cái nhà đất ở bên đây nè. Nhà đất nào? Đó. Nhà đây hả? Dạ, đúng rồi, cái nhà đất đó đó. Nhà là đất em gái của ông đúng không? Nhà đây là cái nhà này nè, nhà đây hả? Dạ đúng rồi. Nhà đây là nè, được rồi. Là nhà em gái đúng không? Em tay. Em tay là em gái là được rồi. Cho này nè, cái chuồng này nè, cái chắc đốc này nè. Dạ rồi, bây giờ hai ông cháu mình đi lên nhà luôn đi. Giờ hai ông cháu mình đi lên nhà để nói chuyện với nhau luôn. Chứ ở đó là sẵn con dắt ông lên luôn. Dắt ông lên lên rồi. Đi rồi. Dạ. Rồi đi ông. Có gì có hay trời cũng đã gần tốt rồi. Nên là sẵn bây giờ nói chuyện thì... vui nha. Dạ, nói chuyện như vui là sẵn bây giờ thì Tiến cũng nhắc ông lên luôn chứ để tối là không thấy được. Ở đây đá rất là nhiều nha cả nhà. Đúng rồi. Vô đi, vô đi chứ. Ông ơi, chó này có cắn gì không? Không có, không có, không có sao đâu. Vô đi. Dạ. Không có, đi vô đi. Không có này. Nó nằm yên một chỗ, nó làm mình sợ. Không có. Vô đi, vô chơi đi, vô. Dạ, thôi để con đi qua bên này. Nó cắn rồi. Đúng rồi, đi qua bên đó được à. Đi nói chuyện nhà máy này. Dạ. Đi nói chuyện về nhà máy thử vậy. Dạ. Là ông muốn dắt con qua bên nhà mới đúng không? Đúng rồi. Dạ. Ông đang nấu gì bên đây đây? Nấu canh, nấu nước tàu quá à. Nấu canh với nước trà hả? Nước ta này đó, ta đá cái đường này. Dạ. Rồi, mình đi qua nhà mới thôi. Vô nhà mới chơi chút à. Chơi chút à. Chơi người bê bà. Dạ. Mình khổ quá. Đây là cái căn nhà mà chú Bắp 85 đã dựng lên. Đã hỗ trợ cho ông nha cả nhà nha. Cái đó là cái gì? Cái đó là bắp. Cái này hả? Đây là đồ cho con gà ăn. Là gà ăn. Cho gà ăn này nè. Cái dạ. Đó là cho gà này vô chơi chú đi là chúc mừng chúc mừng là... nhà mới. Cái là đâu có, chưa có chúc mừng nhà mới đâu. Chúc mừng nhà mới. Chưa có, mày là đây là gần Tết cái đã. Dạ. Gần Tết là chúc mừng năm mới cái đã. Dạ. Người như đứng dưới được cái đây là đây, người anh ba này. Đây là anh ba. Các chú cũng hỗ trợ cho ông hết luôn nha cả nhà nha. Anh ba. Người như đây anh ba.
Dạ được rồi. Nên người đây đây, người đây đi dưới mà. Cái nó điều nói là khách tây nhà. Dạ. Phải khách tây nhà, phải khá tây nhà. Khách tây nhà sao không? À đúng rồi, khách tây nhà phải khá tây dịch à. Đấy, người đây đây, người dưới. Đây, người đây đây. Dạ thôi được rồi, con ngồi đây để con ngồi đó là không được đâu. Khách tới nhà không gà cũng dịch hả? Ờ, lúc đó. Rồi dịch đâu? Mà dịch không có này, dịch đi rồi. Dịch không có hả? Mà nói là khách, mà là nói là khách tới nhà là khách. Khách tới nhà khách không trà cũng bánh. Ờ, mà đúng không rồi. Thấy trà không thấy bánh luôn. Không có. Là hôm nay là mình không có gì ăn luôn không? Dạ không có gì ăn đi. Dạ. Tuy cả nhà là ông đã có được một cái căn nhà che nắng che mưa rồi. Dạ. Nhưng mà cái cuộc sống của ông thì cũng vẫn là thiếu thốn nha cả nhà nha. Nên khi Tiến ghé hôm nay thì Tiến vô tình thì Tiến gặp lại ông. Dạ. Tiến cũng muốn chia sẻ lại cái hình ảnh của ông cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị mình cùng được biết á. Dạ. Ông thì bây giờ khi mà Tiến gặp thì ông cũng rất là lớn tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà vẫn nhảy rất là điêu nghệ. Dạ. Mấy là nói em bật nói một tiếng nè. Bật nói anh em là bật nói một tiếng này là cái nhà có nhà ở là cái đồ bên nói đây là cái loa cỡ đại nè, cái loa cỡ đại nè là loa đó là ghế mà thế mà loa đó là cái đồ 500 loa đấy là loa cỡ đây nè anh ba. Dạ. Cái loa cái đây là mới cái nhạc này là hai úc mới cái nhạc này đã luôn ấy. Có nhà máy mình là cái năng lượng mình nó mới đục. Là ông dạ. Là ông đi hỏi người ta. Đi hỏi. Dạ là hỏi có cái đài phát thanh hay không. À. Nhưng mà người ta nói là 500-700 mắc quá không? Ừ. Dạ. 500-700 là có tiền để mua cho bán cho bên cho cái đồ điện thoại đó. Dạ, 500. Chỗ bán điện thoại là người ta cái đó là 500. 500. Dạ. Mắc cái đồ cái đây nè, cái đây dạ. Cái cầu cái đây khoảng 500. Người ta báo mắc quá nên mình không mua nổi luôn. À. Thì cả nhà. Dạ. Bác ở trên cái đồi này á dạ. Là nhà bây giờ cũng có rồi. Dạ. Nhưng mà đặc biệt là bác ở một mình bác vào ban dạ, đêm. Đúng rồi. Bác cũng nên cần một cái đài phát thanh á, khi mà bác ra thì bác hỏi. Bữa đó là nói một tiếng nữa, cái ông nào ấy vẫn đó. Dạ. Ông đó là đi lên một đứa lên. Đi bữa nay này là cho. Mà bây giờ cho bữa nay là một cái thịt heo bữa đó. Ông dạ. Nào, ông nào không biết gì. Ở trên này sống một thân một mình vậy rất là buồn vào buổi tối luôn. Nên ông cần một cái đài phát thanh, nhưng mà khi mà mình ra tiệm ông hỏi ở ngoài tiệm á thì 500-700 ông mua không có nổi. Nên đang phải đi về lại thôi. Bây giờ là về bây giờ đây. Dạ. Bây giờ là nói biết chừng điều nói biết chừng nên là hai đậu cho mà bây dạ. Giờ là đậu chưa có ra tái này nè. Dạ. Cho ăn tháo mà. Dạ. Trong tháo mà cái nên làm đi nhục đi kho với thịt ăn trong nhà nên ăn thoải mái. Con đâu có tiền mua thịt đâu. Sao không có tiền. Thế nên làm như em này là làm như bác này không có tiền rồi đúng đó em này không có tiền là con nói thiệt, con không có tiền mua ăn thịt. Ông mà cho con cái đậu đó về là con cũng sẽ con nấu con ăn không thôi, con bỏ mắm nấu ăn không thôi. Đơn chị hà. Chứ làm gì có thịt cá đâu mà ăn. Có chứ, sao không có. Dạ không, con cũng nghèo lắm, con không có thịt cá gì con ăn đâu. Nghèo. Sao càng ngày, sao càng nói chuyện càng xích ra ngoài đây không? Xích
nó bị mỏi lưng quá hả? Mỏi lưng. Vậy ông dựa bên đây đi, ông dựa anh đây đi. Tại vì tối ông, tại vì con quay vậy tối rồi. Quay đi. Ông bị mỏi lưng nha cả nhà nha. Dạ. Ở đây thì ông dắt cái gì đây? Ở đây nè, mấy cái bị này ông dắt cái gì ở đây? Dắt này là bị thuốc hả? Đồ múc nè. Những bịch này là những bịch thuốc của người già. Cái bịch này là bịch thuốc mấy ông hút hồi nãy. Dạ. Tên là đồng bà hút nè. Đây là mới lại chúc mừng cái là huy tử. Ông ở trên đây là ông đi làm là ông nhớ đi đường cẩn thận nè. Dạ. Rồi ông phải về sớm nè. Dạ. Đừng có về tối nha. Dạ. Dạ, là tối là mình phải ở trong nhà, mình đốt lửa, mình sưởi ấm, mình ở trong nhà nha, đừng có đi đâu vào ban đêm nha. Dạ. Dạ, rồi mình cái quan trọng nhất là mình ở đây. Mình phải giữ sức khỏe tại vì mình lớn tuổi rồi, nha ông nha. Dạ, đúng rồi. Dạ. Bây giờ thì con sẽ xuống dưới đồi nữa. Con lấy thêm một cái phần quà của con. Dạ, tại vì hôm nay là con có mang theo một phần quà và vô tình mà con gặp ông thì con muốn gửi tặng ông luôn. Dạ. Thì cả nhà ơi, bây giờ Tiến lại đi xuống đồi và lấy cái phần quà của mình lên để gửi tặng cho ông. Hôm nay là ông nói là ông không có cái gì để ăn nha cả nhà nha. Rất là tội luôn. Đi nhặt phân bò từ sáng tới giờ. Giờ này cũng chiều sập tối rồi mà vẫn chưa nấu đồ ăn, vẫn chưa có cái gì để ăn. Tiến lấy cái đồ này để gửi cho ông. Trời, ở đây giờ chiều gió lắm cả nhà. Gió thì lạnh lắm. Mà kèm theo mưa nữa là mình đi ra đường á không nổi đâu. Rồi, con tới rồi đây. Là hôm nay ông cháu mình rất là có duyên với nhau nên con mới gặp được ông. Dạ. Thì con cũng có một phần quà. Dạ. Muốn gửi cho ông và một lời chúc sức khỏe đó gửi tới cho ông. Gửi cho ông là gửi cho bác, gửi cho bác nè. Dạ. Gửi cho bác mình, gửi cho ông đâu rồi, gửi cho bác. Dạ, tại vì ông lớn tuổi rồi nên con kêu bằng ông. À đúng rồi. Dạ. Cũng được mà. Bữa đó là thấy mình nó quay phim này, thấy em cho thấy cho bác cho trong điện thoại mình thấy nhảy luôn á. Thấy nhảy luôn. Oh, thấy mình nhảy luôn. Ờ thấy nhảy luôn cho. Dạ vui không? Ờ vui chứ, thấy vui nhảy luôn. Cho trong điện thoại đó. Ồ được thấy luôn từ đằng mấy đồng bà nó cười nhiếc cười. Mấy bà đó ông nào này nhảy anh hai đó nhảy đó. Là ông nói là ông thấy ở trên mạng xã hội là thấy cái hình ảnh của ông nhảy trên đó nên người dân ở đây là phụ nữ người ta cười rất là nhiều nha cả nhà nha. Cười nhất kìa, kỳ rồi đó. Dạ, cười như được mùa luôn. Dạ, đúng rồi. Đó là con hồi nãy con muốn dặn dò ông rồi nên đi đâu cũng phải về sớm. Dạ. Đi đường đi nhặt phân bò là phải cẩn thận, coi chừng xe cộ nha, tại vì ở đây có đường cao tốc nè nên xe cộ chạy rất là nhiều luôn. Nhiều luôn. Dạ, nên đường mình cao tốc đây nhiều lắm. Sợ anh đi qua đâu có được đâu. Dạ, nên mình phải đi vào lề, xếp vào lề nha. Đúng rồi. Dạ, rồi mình đi cỡ chiều chiều giờ này là mình về nhà, mình đừng có đi buổi tối nha. Dạ. Rồi cái cuối cùng là con muốn gửi cho ông một cái phần quà này là đến từ tấm lòng của con. Cái phần quà này là của con muốn gửi cho ông thì bây giờ con sẽ gỡ ra. Tuy con không có mua gạo cho ông á nhưng mà con mua cũng rất là nhiều loại. Muốn gửi cho ông, đây là mì tôm để ông ăn qua ngày. Cái đó nè. Dạ. Dầu ăn, mắm, muối, xà bông, bột ngọt, đường. Đó là con có mua. Có mua rất là nhiều. Đúng rồi, đây nè. Đây cả nhà là cái phần quà này. Cái này mắm nè, cái này là bánh nè, bữa ăn này là bánh này là bún nước ta. Dạ, bánh này là bánh trứng. Bánh này là bánh quế. Là bánh đó là uống nước trà. Dạ, xà bông.
đậm mà sao dầu ăn xì dầu xì dầu mắm đúng rồi nước mắm chấm mà ăn. Rồi ông coi thử còn gì trong đó không. Dạ hết rồi đúng không? Hết rồi. Dạ thì bây giờ ông nghỉ ngơi ông làm việc nhà đi nha. Dạ dạ con cũng xin phép ông là con đi về. Đi về hả? Dạ giờ này chiều tối rồi. Về tới rồi. Dạ chờ con mới vừa là tới nhà vậy mới vừa đã coi như là tám giờ là tới nhà. Dạ giờ này mà con ở ngoài đây con về nhà là rất là xa luôn. Xa luôn. Dạ xa lắm. Thì dạ, con cũng điều nói này điều nói là bác nói là một tiếng này đây là lên sớm nha đây là hãy đậu cho cậu ăn một bữa. Dạ lên sớm sớm này để cho giữ ăn nói mà kho ăn với thịt nó là luộc luộc nó kho ăn với mắm ăn được cái ngon lắm. Dạ cái đậu nó luộc cái sao đâu ông dặn tiếng từ nãy tới giờ luôn cả nhà. Dặn là nhất định là phải cho tiếng đậu để về ăn. Đem về ăn cái như ngon mà. Dạ thì cuối cùng là con muốn cảm ơn ông. Dạ đã có tấm lòng và muốn gửi cho con một cái thực phẩm để con ăn. Dạ thì coi như là đây là lời cảm ơn trước của con nha. Dạ. Dạ thì bây giờ con cũng xin phép ông là con đi về nha. Dạ. Dạ. Đây là đem cái áo luôn hả? Dạ. Đem cái áo ấm luôn hả? Dạ. Thì bây giờ con xin phép ông là con đi về. Dạ hôm sau thì con có dịp con sẽ ghé lại con thăm ông tiếp nha. Dạ. Dạ. Thì ông ơi, bây giờ là con xin phép ông là con đi về nha. Dạ. Hôm sau có dịp thì con sẽ ghé lại con thăm ông. Dạ. Dạ và con nhận cái món quà mà ông muốn gửi cho con đó là bắp. Đó là đậu chứ. Dạ. Dạ. Thì con cũng xin phép ông là con đi về nha. Sao đâu, đậu là hai cho ông ăn thoải mái luôn. Dạ. Sao? Dạ thì bây giờ Tiến cũng xin phép ông và xin phép cả nhà Tiến kết thúc video tại đây. Dạ. Cả nhà yêu mến Tiến thì cho Tiến xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để Tiến có thêm thật nhiều động lực đi lên núi hỗ trợ và giúp đỡ các bà con nghèo trên miền núi nha. Hẹn cả nhà mình vào những tập video tiếp theo.